Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Ngô Tuệ Minh, năm nay mình 6 tuổi. Chào mừng các bạn đến với chương trình Đại Tiệc Giáng Sinh. Các bạn thân mến, Giáng Sinh sắp đến rồi phải không nào? Vào dịp này có rất nhiều điều thú vị như là có ông già Noel nè, có cây thông Noel nè, có chúa tuyết nè và rất nhiều điều khác nữa. Còn mình thì yêu thích nhất là được trang trí cây thông Noel, được tặng quà. Còn các bạn thì sao? Các bạn hãy kể cho mình nghe về điều mà các bạn yêu thích nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.